Vì anh ngồi gần em, gió bước cũng thôi không lạnh câm. Vì nụ cười rạng rỡ những ban mai lần đầu em thấy. Một khoảnh khắc nhìn anh, dẫu chỉ riêng anh có thật. Dù cuộc sống không hai lần đã đổ cho em biết ơn đời. Rồi trên đường lạnh vắng sẽ nhớ bông hoa trong phòng em. Dù nụ cười vụt tắt vẫn in trong lòng anh ánh sáng. Từng cơn mưa tuổi thơ đọng lại nơi ô kính mờ. Hoa trong tóc em thơm nồng là mùi hương những ngày sắp qua. Khoảnh khắc hạnh phúc phôi pha rất mau, nỗi đau tình yêu suốt đời in dấu. Có thể ngày mai em sẽ bắt đầu một cuộc sống đẹp hơn. Và tin rồi đây điều gì cũng qua, ký ức ngày xưa sẽ thành xa quá. Nhưng nếu ngày mai em quên tất cả, vẫn sẽ nhớ hôm đã sống vì ai. Rồi một ngày phải đến sẽ thôi không đi qua nhà em. Từng tháng ngày hạnh phúc sẽ chôn sâu mọi niềm tiếc nuối. Dù em biết là thế, dù kỷ niệm xưa viết lại, thì nét chữ như ban đầu là mực in trong màu mắt em. Khoảnh khắc hạnh phúc phôi pha rất mau, nỗi đau tình yêu suốt đời yên dấu. Có thể ngày mai anh sẽ bắt đầu một cuộc sống đẹp hơn. Và tin rồi đây điều gì cũng qua, ký ức ngày xưa sẽ thành xa quá. Nhưng nếu ngày mai anh quên tất cả, vẫn sẽ nhớ hôm nào đã sống vì em. Khoảnh khắc hạnh phúc phôi pha rất mau, nỗi đau tình yêu suốt đời in dấu. Có thể ngày mai em sẽ bắt đầu một cuộc sống đẹp hơn. Và tin rồi đây điều gì cũng qua, ngày xưa sẽ thành xa quá. Nhưng nếu ngày mai ta quên tất cả, vẫn sẽ nhớ hôm nào đã sống vì nhau. Quý vị, Ngọc Anh và Trần Thái Hòa xin cảm ơn tràng vỗ tay của quý vị. Thank you. Ngọc Anh xin cảm ơn quý vị thật nhiều và hạnh phúc. Ngày hôm nay là kỷ niệm 35 năm của Trung tâm Thúy Nga. Và Ngọc Anh cũng đã gần được 10 năm đứng trên sân khấu của Paris By Night rồi. Thì còn Hòa được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cũng gần 20 năm rồi Ngọc Anh. Wow. Nhìn thấy những giọt nước mắt của Ngọc Anh thấy là có vẻ là hôm nay Ngọc Anh rất là hạnh phúc không ạ? Vừa hạnh phúc, vừa xúc động, vừa nhiều thứ lắm, rất là lẫn lộn nhiều thứ lắm. Và đặc biệt nữa là ngày hôm nay Ngọc Anh có được cô giáo của mình, người mà đã dẫn dắt Ngọc Anh vào con đường ca hát thanh nhạc và để Ngọc Anh có được một cái giọng hát ngày hôm nay cống hiến cho quý vị. Cô giáo Mỹ Bình và toàn thể gia đình đã đến đây ủng hộ cho Paris By Night. Cảm ơn cô thật nhiều. Ngọc Anh cảm ơn quý vị.